thích thú trước vẻ đẹp siêu thực nơi tàu thuyền và ô tô giao nhau đầy ảo diệu. Cái cầu nước mang tên Veluwe giúp được khánh thành vào năm 2002 gần thị trấn Haiyai, Hà Lan. Thiết kế độc đáo này giúp lưu lượng giao thông đường bộ được thông suốt, đồng thời cho phép thuyền và tàu nhỏ đi qua cùng lúc ở phía trên. Cái cầu sử dụng 22.000 mét khối bê tông để nâng đỡ trọng lượng của nước phía trên những chiếc xe. Hệ thống dẫn nước cũng sử dụng cọc thép tấm để ngăn bùn cát chảy ra đường cao tốc. Ngoài việc cho phép tàu thuyền đi qua, thiết kế còn có lối đi dành cho người đi bộ ở cả hai bên. Bản thân con đường cũng bao gồm các làn đường dành cho xe đạp. Cây cầu được mô tả là con đường tuyệt vời nhất trên thế giới. Và dựa trên những hình ảnh chụp từ trên cao, chẳng ai có thể phản đối được lời ca tụng này dành cho cây cầu này. Hãy cùng Vivu đi khám phá khắp mọi nơi nhé!